cái thành phố Los này nè, mấy cái building của Los này nè, có cái sàn Double Tree nó cũng mới xây ra, nó xây ra cũng nhiều cái building mới, cái building hồng hồng là nó mới xây đó, cái nhà đó của tụi USC đó. Cái nhà chớp chớp nhọn nó giống cái City Hall của LA quá hả? Cái nào? Cái chớp đó đó. Đó là cái nhà tù đó. Nhà tù, nhà tù là cái bên trong sắt rồi đây mà ngay chỗ cái xe điện á là cái chỗ nhà tù. Vậy mà cũng có đứa vượt thoát khỏi tù á nha. Chị Ngọc Lan chỉ đi một năm sau chỉ trở lại Los chỉ nhìn không ra, chứ nói trời nó cũng nhiều building nó xây quá, nó một building nó xây cũng cả 3 năm trời, 3-4 năm trời. Nhưng mà chỉ có lên chỗ cái nhà của ông Aknami đó, cái chỗ nhà 1940 đó, chị cũng thích nhà đó, Điệp cũng thích nhà đó. Điệp nói cái nhà đó 1859 đó, mình mới giờ làm xong đó, của tụi thằng Son đó, Điệp cũng thích cái nhà đó. Nó dần dàng nhưng phía cái mặt tiền nó xấu quá, trong khi cái nhà của ông Aknami cái mặt tiền thiệt đẹp. Em thấy cái chỗ kia chưa, còn cái kiểu mới cái kiểu style. Cái style đó quỷ quái đó, nó làm như mấy cái chỗ mà cái chỗ mà cái hầm của tụi khủng bố. đây nguyên cái thành phố Los Angeles này, đứng ngay cái mặt tiền là ngay cái chính giữa của đó, đó là cái nhà tù của thành phố Los Angeles đó. Cảm gai chằng chịt sắt nó bọc hết chị, vậy mà có những người có đưa được một đường đó đó, cái tòa là cái building bên cạnh đó đó, cái tòa cái sát của nó là cái tòa đó, chỗ tạm giam. Rồi cái sở di trú là bên cạnh đó, cái building bên đó là nó nằm ở ngay cái trên đường Temple, đường Spring Temple, ngay góc đường Grand đó. Giữa cái giao lộ của Freeway 110 với là đường 101, là đường này là đường sẽ đi mình đi Hollywood luôn. Nhiều bữa nay là mình không có đi Hollywood mà mình đi lên là Sandy Hills. Nó ở Lookout Mountain, nó ngay trên cái đỉnh của Hollywood á. Chỗ cái nhà lúc trước á đẹp lắm, mà nó làm nay là cũng tường tháng 11 năm rồi đó. Nó làm cái tường của cái garage đó, rồi cái này là cái permit khác nữa. Tức là nó sửa cái gara thôi, cái bông nó sửa cái gara, rồi bây giờ nó extend thành cái ADU đó, làm hay lâu chút. Nếu mà mình muốn đi Pasadena thì đi về 110 ngọn. Cái đường đó nó không phải là cái xa lộ nữa, mà nó chỉ là cái đường nối giữa đường liên tỉnh thôi. Mà nó chạy có 55 mà lâu lâu cũng có cái đèn xanh đèn đỏ cái ghét. Đó, cái đây nè, cái chỗ chóp nhọn này mới là cái City Hall rồi đó, ràng đúng em đó đó. Về mà nói cái nhà tù. Trời ơi, người Úc mà dạy người Mỹ á. Cỡ quá, mắc cỡ quá. EIC. Thành dân Mỹ ở đây nè bà. Em thành dân Mỹ tại thành phố Riverside, tại cái nhà thờ cũ kỹ á. Nhớ nó kêu cái Laura, cái thằng phía sau nó đá cái ghế em cái kẹt cái giật mình luôn. Em quay lại mà tức quá rồi, nhưng mà lúc đó tiếng Anh có khá vậy đâu mà nói đó. Cái nó nói chứ tới viên mày kìa, tới viên cô kìa. Rồi đó, em mới chỉ vô cái mình em hỏi chứ mi. Cái nó mà em đâu có biết em tên Laura, nó khổ thiệt. Cái hồi nó cứ kêu á, nó gọi điện thoại tới là nó gặp Mr. này nè, Mr. kia. Ra thôi, viết lại cái tên đó để cho người ta biết mình gái. Ai ở đâu, gặp đứa nào nó cũng cho mình gặp, có thể cho tôi vay tiền được không, có thể vay được không, này nọ. Thấy ghét, gặp thấy ghét quá, tao đổi tên luôn. Thì chính đó là chứ em ít ra cũng còn giữ cái tên Việt Nam của em, mà còn chính là bỏ luôn, bỏ giữ cái tên, lấy cái tên Mỹ luôn hả? Chỉ tên Dung, nhưng mà nó kêu là đăng rất là phân người đó, cho nên chị tức mình chị mới đổi ra. Còn mấy người tên Phúc gặp đó thằng cháu con chị Tư Dương á, là hôm năm 80 qua đó mà bước á, cái tên gì ai số hai quá rồi đó, thành tên gì đây nè. Đây
Diana, tức tại vì là già Diane hoặc là Diana đó, bà đó muốn kêu Diana tại vì cô quận chúa của vợ Thế Thủy Trạc, từ cũ Thế Thủy Trạc đó là tên đó. Nói chừng là khi mà cổ bị tụi báo chí rồi làm cái chạy lên tới tai nạn xe là chồng cô cổ với ông bồ cổ chết luôn đó. Thành ra ông mà ông những người đó thì cũng không có trong cái chuyện chạc gì cho nên không có cho nên ông cha thì sướng rồi. Đó lại hướng về hướng North Hollywood, ở thẳng về phía trước cái đồi phía trước á là nó có cái đài thiên văn ở trên đỉnh cao đó, rồi bên tay phải nó là cái đỉnh Hollywood Hills. Hollywood Hills cái này là North Hollywood á, thì nó có cái bảng cái chữ Hollywood đó, nhưng mà bây giờ là nó cấm cái đường đó là không có cho mình đậu xe trên đó, chỉ có dân chúng mới được đậu thôi, phải đi bộ thì đi xa đi bộ lên. Mà nếu mà tụi mình đi làm xây những cái nhà trên đó thì mình được quyền lên, được quyền đậu. Như bữa nay thì mình đi gần đó thôi. Chỗ đó nó kêu là Central Hills, chỗ đó rất là đẹp, bữa nó có cái nhà mà anh lên rất là thích. Đường Highland nó cũng rất là nhiều những cái phim trường của tụi Sony, tụi Sony á, hồi đó là nó kêu là Paramount Picture ha, sau này tụi Sony nó mua luôn. Mấy cái building đó là cái đường xanh xác á, chỗ đó là nó có đài như là CNN á, đài số 5 KTLA á. Cái đường xanh xác này, đây là cái đường xanh xác mà đi về bên tay phải đó, mình đi về hướng north, hướng bắc của San Jose á, thì bên tay phải là mình đi về cái Thái Thao. Cái Thái Thao đó là cái thành phố của cái chỗ đó như là khu vực của người Thái, Thái mất xa bằng chân bằng tay, chỗ nào mò nắng thì mấy cổ cũng làm được, nhưng mà thông thường không phải là mấy cổ mà mấy ảnh đó nha, mấy ảnh đó là đổ giống là như hành trình. Mấy cái anh mà đổ giống thành thành gái đó thì được kêu là gì đó, thì là ở đây đó là 5 giờ sau 5 giờ chiều đó là mấy anh bận bao giờ xưa đó, bận mấy cái cốt đó, nhưng mà trong không có mặc đồ, chỉ là chỉ hở ngực ở trên thôi nha, chứ không có ở dưới thì mình không có nhìn thấy, là như nó lẹ quá mình không có để ý. Lúc mà mình chạy đi, tại vì mình là bên hình cái driver đó, là tài xế chứ không có ngồi bên cái hành khách, cái mấy ảnh mới mở ra cho mình thấy anh Lê để ngồi bên đây đó, mở là mở cho cái người tài xế thấy thôi đó, ai vậy cái người muốn nhìn đó là người là hành khách chứ không có hỏi tài xế, cho nên người nó hỏi cho đâu sao nãy không chỉ anh coi. vô anh xích đường hai lên nha, một dặm nữa anh xích hai lên, quẹo đi vào đường Odin đó. Đây là John Anson Ford Amphitheater. Cái rạp hát đó. Rạp hát ngoài trời ha anh. Amphitheater, rạp hát ngoài trời. 3/4 dặm Highland, cực chỉ. Hollywood Boulevard, chỗ đó nó có cái rạp hát Cô Đất. Rạp hát Cô Đất của Tàu, nổi tiếng. Mấy người bên ông Châu đi qua người nào cũng kêu chở lên, đi chở lên đúng y chang cái đạp hát đó, mà nó chán gần chết. Mình ở đây chưa bao giờ mình đi tới đó, là chưa bao giờ có nhu cầu đó. Tí nữa là mình sẽ lên trên cái đỉnh, trên cái núi chóp trên núi đó đó đó, nó có cái nhà đó đó đó, là mình đi xây cái island nhà. Đi qua phải nha, đó nữa là mình sẽ lên trên cái lồng đi lên trước cái đỉnh đó. Cái nhà trên đỉnh đó là rất nổi tiếng, nhưng mà mình xây cái nhà ở dưới cái chân của nó gần gần cái đó, chỉ có
không phải là leo tuốt lên đỉnh, leo tuốt đỉnh không biết ngựa già mà leo nổi không biết nữa. Chậm chậm của ta có phải có phải có nên làm đường nó sửa lại ha. Đừng đi thẳng ở đó đó. Rồi sao quẹo đi luôn hay sao? Quẹo đi quẹo đi luôn đi đi luôn đường này đi coi sao. Thì lợi núi đó thì đi vô đây. Rồi lại cái đường này nó bất lợi nên sửa không, lại. Lúc trước mình quẹo đường kia phải đi vòng trái ở đây. Tới đường hai lên rồi cậu trái ở tới đây không cậu trái đường hai lên nè. Tại nó chận gọi lạ chứ không vậy đúng rồi đó. Đâu phải. Cái chỗ này đường ô vật tô nó cũng leo lên cái đỉnh này nè, cái chỗ này nè. Em nhớ đây nó có cái căn nhà đẹp lắm, anh kêu chơi kỳ đó đối diện ở bên của thằng Sunny Hills á. Thì em chút không coi lại cái số rồi em đưa em sợ không coi cái nó là cái gì. Em thôi chứ bình thường là mình chạy ngoài đường này, đường phố này chứ đâu có ai mà leo lên tốt lên đồi nơi núi lên đó. Người vô lên trong mà giữ lên phải đi vô lên trong á, đi quẹo vô cái đường phăng lên vậy đó. Ba thì phải được phân lên mình châu mình sẽ đi cái chỗ không, đây phải không? Không mình đi chỗ lúc ao mau tình á, nó gần cái khúc hợp ly của thằng Freddy Castellano lúc trước. Đây là đường phố Hollywood nè, đường này là cái đường Highland. Mình chạy dọc xuống rồi mình sẽ quẹo phải ở đường Franklin. Còn nó đi vô cái khu dân cư, ở đây là cái khu business, cái toàn là phim trường không với hotel rồi không mấy bạn. Đó, Dolby Theater đó. Welcome you to Hollywood. Ride or die. Ôi, ai đây. Tôi chỉ có đi bộ thôi. Tôi không có ride nào hết, bây giờ tôi sợ muốn tôi xoay cồ rồi. Ông Ly ông đèo cái sau lưng nữa thôi sợ nữa, ông leo lên rồi ông cát cái vào mình hai lần rồi ông mới chịu. Có thù thì nói, giận gì thì nói. Nè anh, cái cây á, anh nhìn cái cây phượng này nè, cái cây phượng tím này nè. Nó cắt cái ngắn ngắn vậy đó là coi nó chung ra nó xòe ra nó tròn, nó mát cái sân mình hơn, nó đẹp hơn. Mình để lên nó cao nghìn miêu. Đường phân lên đây quậu à, ở đây nó có cái nhà thờ coi gì cái cũ kỹ quá ha, nhà thờ nó lại xưa lắm rồi đó. Quẹo đây cái đằng xanh đằng đỏ đó, đi nhà đi dập dìu rồi đó. Có mấy cái nhà bên tay phải đây là nó cũng là những cái historic, mấy cái nhà đó là không có được khi mà buôn bán vậy, cái nhà cũng phải giữ đi cũ là tại vì nó có lên trên phim rồi. Chấm 2 là cậu trái ở El Cerrito 500 feet. Đây nè cậu, đây nè. Biếu rẽ đường rẽ riêng cho chạy túc cha nó xuống cái đường Hollywood cho rồi tao quẹo không à, đây nó biết Casa El Cerrito đấy đường chắc cái chỗ cái khúc đó ngã 5 ngã 6 thì nó sợ kẹt nữa. Đường Hollywood Boulevard thôi. Public Health Division. Love your skin.
quảng cáo mấy người bác sĩ thẩm mỹ quá trời. Ông cầm cây đờn guitar nhỏ nè, người nhạc sĩ với cây đờn, cây đàn. Đừng kêu tích tịch tình tan, ai đem công chúa lên hang mà về. The Avenue Hollywood.com Spacious. Mấy cái building cũ thấy mồ ai mà ở. Cứ tối ngày đó ở trên lầu nhà văn phòng đồ này ở, còn dưới đất thì chỗ buôn bán. Mà cái building nó mới cũng không có ai ở. 7-8 tên xếp rồi, để coi ở đây nó cũng có cái tụi, có cái người không vô gia cư ở đó, ở ngay cái gốc cây nhìn không thấy, không tưởng cái thùng rác. Biết gì mà ta nãy ta chạy thẳng xuống kia luôn cho rồi. Đồng sợ, chạy luôn. Nãy ta thả cho xuống ta đi cái đường còn ngon hơn quỷ quỷ đi chạy đường này. 1.2 dặm tới Loro Canyon. Con nhỏ đội rồi cái gì, đội cái gì? Như cái đậu đậu mấy ông. Ta đang hướng về cái Hollywood Hills, mà cái đó là cái là West Hollywood Hills đó, chỗ đó là nhà của thằng Salus á. Với lại cái khu Alpine là nằm hướng về phía trước mặt của mình. Mình đi tới đây là khoảng 1.2 dặm thì mình sẽ vào phải ở đường Loro Canyon. Cây này là Giant Bird of Paradise này. Cái cây này thì nó đẹp hơn, nhưng mà ông Cường thì ông thích cái cây hoàng điệp nhỏ nhỏ nhỏ. Bây giờ quay cho mấy bạn xem này. Ở cái cây thấp thấp đó, trồng cái ven hàng rào dưới cái hàng trúc đó, nó đỏ đỏ đó, đỏ đó. Cái cây đó là cây lồng đèn đỏ mà chị Hải chỉ thích á, mà chỉ trồng cao lắm. Còn cây này làm kiểu bonsai đó. Cây này thì mình thấy cái giống cái cây mà nó rửa mấy cái lọ, cái chai mà thòng thọc thôi, để mình quậy đó. Thì một cái qua điệp lào thì là cái gián nhện, còn cái chai mà lồng đèn đỏ của cây lồng đèn đỏ của chị Hải á, thì là cái cây rửa chai của mình, rửa chai rửa ly á, thắng. Cây bơ của người ta ra hoa quá trời, bông quá trời bông luôn. Mình biết bây giờ cây của mình nó được ngon lành vậy. Ngon lành như thế. Ôi trời ơi. Rồi, bên phải này, có thể đây đừng lộ lên cây nhìn nè. Bên phải không? Chậm chậm coi. Chưa, thêm đường nữa, thêm đường nữa. Nico. Cái nhà nó kia đó, mình lên cái đường Jupiter của thằng Ben đó, cái dốc của thằng Ben đó. Nó không tới xanh, có lên tới xanh xét được hết anh. Và cuối cùng là nó ở xanh xét. Là xong đường hơi anh giữ lên trái nha. Chờ 1.6 là thì tới đường lúc ao khen nha anh á, thì mình rẽ trái.
nó chỉ sao thì em đi vậy thôi chứ. Rồi giữ lên trái đi thôi, mình gọi trái. Chấm sáu dặm nè, rồi mình đi tới trồng mấy cây agi với nhau chính giữa đường nè. Nhiều cây, rất là nhiều cây, nó có thù đuôi trộn cũng già quá. Thì mấy cây của mình lấy dao bén á, mình cứa nó ra như hình trái thơm nha, cho nó đẹp. Cái nuôi nhiều lá cây nó cũng đâu có tốt. Đó, có mấy cây phong lưỡi tím nè. Đó, đường này đường lô ra cây nhìn nó sẽ nối lên luôn tới Hollywood luôn, nó nối chỗ tới quanh ông quanh luôn. Cái này là nó chạy đường trong, trong trường hợp mà kẹt á thì là mình chui vào đây mình đi. Dặm nữa mới đấy thằng lúc ao mơ kìa. Ở trên núi có mấy cái bông đẹp quay chưa, bông hồng ấy nè, relax gì đó. Vô 300 feet tới Stanley Hill là tới liền đó nha. Anh đậu xe đó thì bên tay trái. Giờ bên tay trái của nó nhưng phải vòng lại mới được. Vô trong khó chỗ vòng lại. Không được, anh đậu cái chỗ nhà hàng xóm đó thì được. Rồi. Đó, ngay chỗ chiếc xe trắng đậu ngay cái nhà, ngay cái góc đó luôn, ngay cái cục đèn đó luôn, ra luôn đó. Đây là Hollywood Drive, đây là cái này cũng mấy thằng nó giàu có, đây là trái đây nè, đó cái nhà ngay chính giữa màn hình đó là cái nhà anh Lê thích á. Đâu có đậu chỗ này, đậu cái đó được chứ nhưng không biết có được. Mình đang đứng ở ngay bắt đầu đường của đường Stanley Hill. Mấy cái nhà này á, là mấy cái nhà nào anh đi cũng thích ha. Hồi trước á, là cái đường này nó còn cho đậu xe ở phía dưới trên này, đậu xuống nó còn cho đậu bên kia đường á, bên này thì cũng cho đậu bên thôi. Rốt cuộc bây giờ là do là cái chỗ hết Covid rồi đó, là cái nhà cái cổng lên ở bên kia đó là có người, có khách đồ lên đó, thành ra nó không có cho đậu đây nữa để cho đi du khách rồi nữa đó.
giờ mình đậu cái nhà của khách, mấy cái nhà ở đây đó là nó làm nó ve re ra, ở đây là giống như kiểu cái gara vậy đó. Mình miếng đất đầy rồi, tiền không có triệu bạc đó mấy bạn. Mình thì cho mình nhiêu tiền ở đây ở, mình cũng không ở đâu, khó đi gần chết. Nó có cái nhà đó là cái kiểu này, nó giống như cái kiểu trong Disneyland. Mình thấy cái chỗ mấy cái đôn, mấy cái nhà nhỏ nhỏ nhỏ, cái nọ nối với cái kia vậy, đi chung vậy đó. Đó, mình thích đi chút đó, mình đi mình research mình coi chứ. Mình đi làm cái nhà này từ hôm trước, mình đổ hai cái phao cho nó, mấy cái phao cho nó ở dưới cái garage đó. Đó là nó sửa lại cái garage của từ cái nhà này nè. Đó, rồi nó làm mình nó nối mấy cái nhà đó ha, mấy cái cầu thang, mấy cái stair, cái cầu thang đó đó. Mình cũng thấy thích cái nhỏ nhỏ vậy, không cần nhiều. Rồi leo lên lầu. Cái nhà thì tú có trên đồi trên cao đó đó. Bây giờ nó lột ra rồi, nó renovate lại, nó sửa lại cái nhà đó. Ở phía này là cái gara này, nó làm cái nhà này. Nó phải xin cái tiên sư nó chạy là mình hết hồn. Ừ, dân tình gì chạy mà không có coi khách mình, mà đứng trên lề, đứng cách cái lề một thước á, ba feet á đó. Đó, cái nhà trên đó đó, đó. Đó, hai chị con Jesse, thằng con thì nó mập hơn, nó mập gấp ba thằng cha. Nó thằng đó là thằng trai lớn á, thằng trai lớn của Jesse á. Thôi giờ mình đi vô trong này. Đó, ở đây là anh đổ cái red beam rồi anh mới nâng nó lên. Lúc trước làm hai cái pao đó là anh đổ rồi anh bắt vô trong cái red beam vô trong đó để làm, rồi anh sẽ đổ lên cái tầng lên, anh đổ gách đổ tầng rồi lên coi nhỏ vậy, mấy cái job nhỏ vậy chứ mà có ăn hơn là mấy cái job lớn. Mấy bạn làm cực lắm, lớp lớn là mình làm mà tốn thì giờ nhiều. Để mình vô mình coi á, mình vô tò mò. Lúc trước là mình có quay rồi nhưng mình bỏ mất cái nhà này, nó là 2366 Stanley Hill. Để mình coi nó là cái nhà của anh nào chị nào. Đây có nhiều cái cây, cái hoa nó cũng lạ lạ, nó nhỏ nhỏ, hồng hồng, cũng xinh xinh đó. Nhưng mà anh lại ở đây thì nó lại có cái con đường để cho đẩy cái xe lăn, mà này đẩy xe lăn nó từ trên kia mà nó tuột dốc xuống là chết tươi luôn đó. Cái nhà bên đó có mé bên hiu đó đó là cũng có nhiều người mua với bạn. Cái mấy cái đất nhà này nó rất là lạ, cái kiểu đường cong cong quẹo quẹo. Đường này là nó ngay góc là Stanley Hills, với lại ở đây nó còn lên trên cái đỉnh đồi nữa. Cái nhà lớn lắm, cái nhà, cái đường này nè, cái nhà này nè, cái đó là cái cổng vào thôi đó. Nó cứ trôi quê, nó leo lên, nó tuốt trên cái núi cái nhà đó. Thì mình sẽ vô Google mình coi, mình search mình coi coi nó leo lên tới đâu mà cái nhà nó ra làm sao, chủ là ai, thì mình cứ tắt có mình hay tò mò nó vậy đấy. Mà anh nào mà chạy mà không cái tay lái không vững mà lặn qua lặn lại nó rồi thôi thì chết luôn, là bỏ xác đây luôn. Ở đây con đường nó sẽ thành tên mình luôn. 2365. Cái nhà này cũng đẹp. Retirement house. Cái căn nhà này đó là nó 2366, có thể là căn nhà này, để coi. Mình không có biết là căn nhà nó số mấy, tại vì bên hông nó 2366 là của cái căn của cái railway sleeper này nè. Mà cái nhà này thì không có biết. Nhà này cái xe đó cũng số lạ, bản số của Louisiana là 682694 này nọ đó. Không có. We met when we was in junior high. Oh, this is how it's cái nhà này là 2362. Ông nói láo, ông nói dốc. Our friend, the nickname they call him Bud Boy. So I think about a few days. Shit, I don't speak Vietnamese no more. Everything is English. You know what I mean? All my family English. I don't know nobody Vietnamese. Uh-huh. Just tell them you are so manly. In a couple days, you think, all right. So I pick the phone up and answer them. And then she only goes to the second time. Hey, remember you promised to come and visit me?
and never came 25 years. Until I swear my they come over straight away to visit. And then he got stuck over here. He got stuck and cannot go back. And he never went back. You know, the time he's been in Australia, he talked to all the kangaroos. Uh-huh. So he got here and didn't know how to talk to anybody else. And maybe he would go in the backyard. In Australia? Yeah. You see how his brother had to communicate with him by English? Uh-huh. For me, I understand, but I wouldn't answer him with in English. I spoke Vietnamese to him. I said, I don't care who the shit you are, Lee. Why should I speak English to the Vietnamese people? But you understand, right? Look like your guy, we eat bean and burrito, right? Uh-huh. I don't bother, you know, about the steak or something. You know, we're working hard. We are good people. Yeah. Ở đây nó chỉ làm cái quét beam này rồi dựng tường không có cái rước gì hết á, dựng cái làm cái bức tường đó, chỗ là chỗ đậu xe thôi mấy bạn, mà vậy mà cũng phải có inspection, bạn thấy chưa? Làm nguyên cái quét beam này nè. 6 tháng trời anh đào đất này tại vì nó ngập lụt. Đất chảy tùm lum anh phải dọn dẹp này kia 6 tháng mới làm tiếp. Đó, rồi xong rồi đó, rồi cái nhà này đó là sau này đó là làm xong cái bức tường này đó là mấy ảnh nó sẽ tiếp tục lên, sẽ xây lên cái nhà ngoài tới sát mặt ngoài này luôn đó mấy bạn. Hồi đầu là chỉ vậy thôi, đầu tiên chỉ là cái gara đó thôi, nhưng sau sẽ nối tiếp vô trong nữa đó. Còn nhiều thứ nữa chứ không phải như đây đâu, là tại vì cái mỗi lần một cái giấy phép nó khác nhau, nó xin từng chút vì nó rẻ hơn là bạn xin cái permit và bạn xây nguyên cái căn nhà đó là vậy đó. Với cái nhà nó cái này, cái gara cũ này nó xây cái phòng lại nó cho mướn đó, cũng được đó. Rồi ở đây là cái gì, một miếng đất đó là tiền không đó mấy bạn. Mình để coi cho mấy bạn xem mấy cái cảnh đó tụi mình làm lúc trước, mình có quay này rồi nhưng mà mình không có dán lên, không dán lên, nhưng mà mình cũng quên rồi, là lâu quá rồi mình không có coi cả gần cả năm trời luôn đó. Mấy cái nhà này trên núi này, nhà nào cũng đẹp hết, nhà nào cũng cao nghiêu đó. Nó cũng có cái đường nó bắc ngang tất cả đây đó, là nó là toàn là mấy chủ sang không 2-3 năm. Mấy cái nhà này, cái gara trên cái lầu trên nó chỉ có một phòng mấy bạn, mấy cái kiểu nó kêu là cái bachelor đó. Vậy mà nó cũng có một cái chỗ để nó bật tiên nó ra, nó ngồi nó uống rượu uống trà vậy. Bậc thang đi lên, bậc thang bạn đi lên thì đi ngang nó có 2 feet thì đi lên vậy đó. Mà cũng ở được. Rồi cái cửa bước vào nhà đó, cái cánh cửa cổng đó, nó cũng vừa 2 feet chắc đi ngang thôi, chứ mà bằng ghế làm sao nó chuyển lên. Đó, cái cầu thang đó, bạn thấy không? Nguyên cái nhà đó đó, ở bên hông nó là cái gara đây nè, nguyên cái căn nhà đây nè đó, nguyên đó là cái gara. Rồi bên này cái cửa đi vô có chút xíu thôi các bạn, vậy mà lên cất ở trên lầu dưới để cái xe. Trời ơi, ở đây đó mà có mặt tiền đường ở ngoài lớn á, chắc để dưới nó làm cái chỗ cái quán bar uống rượu. Nhiều người không hiểu được vậy ở vậy mà sao ở được cũng hay nữa. Cái nhà bên này nó 2363 đó thì coi còn được, 2363, 2353 thì cũng còn cao lên, nó cất lên tới mấy tầng lắm. Thì mình nghĩ là cái gai nó cho cái đậu xe cái ngoài này, nó ra ra tuốt ngoài mặt tiền ngoài này nè, rồi từ từ họ sẽ lên lầu lên đó. Cái lý do đó mà ở bên cái nhà của bên Jesse đương làm á mà nó không có cất lầu lên được là do đó nó có cái cục điện, nó không có cái mui ở trên đó, là không biết là tụi nó sẽ làm ra sao thì mình chưa có biết cái nhà này sẽ ra như thế nào. Mà cái phía ngoài nhà này, ở ngoài này đó là cái nhà này nó cũ lắm rồi, còn nhìn bạn thấy cái nhà đó là cái bên đó, cái balcony cái gì đó, tất cả là cái nhà cũ đó là phải xây lại hết, chứ là họ vẫn ở trong đó nha mấy bạn, họ vẫn ở trong đó đó. Đó, bữa đó mình đi lên đằng Alpine mình có lấy được cái hoa tím tím này nè, mình không biết cái hoa này là hoa gì. Mình về mình coi đó, nó vậy trong internet đó mình sượt ra đó, nó cũng khó nhìn lắm, tại vì nó chụp hình nó thì thấy to, nhưng mà nhiều khi ra ngoài mình thấy nhỏ. Có những cái cây này đó là cái lá nó phía sau lưng, những cái lá đó mình cho mấy bạn xem nè, nó toàn là rầy không, nó đen thùi thấy ghê quá, ý nổi ốc rồi đó. Đó, những cái cây này nó rất là mát lên nè, mà nó là nó cũng phải cắt chứ thôi, nó quật mưa đồ qua nó quật sức hết mấy cái điện này luôn hết luôn đó. Rồi thôi mình xin ngừng cái clip ở nơi đây.
Mình hẹn các bạn clip sau rồi mà đó mình đi mình sợ mình coi thử mấy cái nhà mà mình để ý coi cái địa chỉ đó rồi coi coi nhà ai rồi cho mình biết vậy đó mà. Đó. Rồi, bye bye các bạn, và hẹn các bạn gặp lại các bạn sau.